Và đây là cái cây này là cái cây Diamond Moon ha. Cái người khách này là nó đang mới bắt đầu tháo móng thôi. Khi mà mình sử dụng cây này nó rất là nhẹ nhàng là làm cho cái người khách nó không có bị đau ha. Và nó sẽ hết cho mình nó dụ sạch những cái thứ đi cồn nhẹ nữa. Đó, mình nhẹ nhàng ha. Vì mới tháo móng thôi mình phải dụ sơ nha ha. Toàn Nguyễn, hai chị khỏe nha, thank you, hai quý con. Mọi người có thấy rõ không? Hôm nay là cái wifi nó hơi tốt chút xíu ha. Hôm nay là mình sẽ làm cái móng almond. So you want almond? Mình sẽ làm cái móng almond nha. Hai lăng tôn. Bây giờ giờ Cali là 7 giờ 15 phút ha. 7 giờ 15 phút. Đây là cái màu hôm nay nè. Cái màu ombre số 9 và số 8 ha. Hai màu này mình sẽ kết hợp với nhau. Hi Stacy, hi Louis. Và mình sẽ dán ha, dán keo đây. Cái keo đâu rồi? Bỏ cái này ra này, tới hết là vừa. Ok. Hai Hạnh Hạnh, Hạnh Phạm, hai số thì Nguyễn. Đây là cái keo ha, cái keo này khô rất là nhanh. Keo này là của Chanel ha. Chanel vừa mới cho ra cái loại glue này khô rất là nhanh các bạn. Đó, mình vừa dán là nó đã khô rồi nha. Hello, may I help you? Yeah, we close at 6:45. Yes. Thank you. Hai Kim Hoàng, hai Ly Thơ. Vì cái móng clear này á, nó rất là lâu khô, nhưng mà với cái glue này nó rất là khô nhanh ha. Khi mà Christine vừa để xuống là nó đã khô rồi. Hai Andy Vũ, hai em Alice, hai Sarah Nguyễn nha. À, cái tiệm Christine Down là close 6:45 ha. Và cái người khách đó vô sau là sẽ không có nhận nữa. Và sẽ làm cho hết là những cái khách vô trước 6:45 ha. Để bảo đảm cái giờ giấc là nó được sớm một chút xíu. Bye, thank you. Móng clear này á, được coffin xếp luôn nha. Khi mà nó nhọn như vậy, các bạn muốn coffin nó thì cứ cắt bỏ đi cái đầu nhọn là nó sẽ ra cái coffin ha.
mình sẽ kiểm tra lại ha. Vì hai Bùi Quỳnh vì mỗi tiểu bang cái giờ giấc nó khác nhau nên là nhiều khi nhiều cái tiểu bang cách 3 tiếng á, nên Christine cũng đành chịu ha. So this size will be okay. Little bit shorter. Okay. Yeah, yeah. Okay. Hôm nay là mình sẽ đi cái móng ngắn thôi ha. Cây này nó hơi bị che rồi, mình xin nhìn camera xuống một chút xíu ha. Hôm nay là mình sẽ không có line móng dài, không có móng dài. Đó, mình sẽ làm cái móng ngắn. Móng ngắn rất là dễ thương. Khi mà khách làm móng ngắn vậy á, mình có xếp rồi nhưng mà mình vẫn phải cắt một chút xíu ha. Sau đó mình mới dùng cái xếp của mình. Cái tông màu của ombre á, trong set 15 màu của Chanel á, rất là nhẹ nhàng ha các bạn. Mình rất là dễ phối màu, mình có thể phối một những cái màu lại với nhau, không nhất thiết là mình sẽ đi cái màu off white ha. Hi Christine, hi Ngân Trần, hi anh Đại, hi Vân, Vân Nail, hi Duy Hà. Đó, mình sẽ bắt đầu dụi lại ha. Khi mà mình làm cái almond đó là mình sẽ đi cái móng khóc phần trước. Đó, mình đi cái móng khóc phần trước ha. Khi mà mình đi cái móng khóc phần xong, nếu mà các bạn thấy chọn rồi đó, mình mới bắt đầu đi vo tròn hai bên lại ha. Tùy theo cái độ lớn nhỏ của người khách yêu cầu. Đó, mình sẽ làm cái size medium trước, cái này gọi là oval ha. Đây là cái oval. Vì cái móng ngắn như vậy, nếu mà mình làm cái almond nhỏ nó sẽ không có đẹp ha. Giờ mọi người thấy chưa? Ok. Vì cái móng ngắn như vậy là mình sẽ làm cái oval ha. Mình sẽ đi khóc mình trước nè. Mình sẽ cho hai bên đều nhau. Khi mà nó ra cái khóc bên rồi đó, mình bắt đầu vo tròn hai bên nha. Mình sẽ vo tròn hai bên là như vậy nè. Cái này là mình sẽ đi almond, nhưng mà mình sẽ gọi nó là oval ha, vì nó không có nhỏ quá cái đầu. Đây ha, mọi người thấy không? Mình sẽ đi cái khóc bên trước nè, mình sẽ dụ hai bên cho nó đều nha. Hai Phương Quỳnh, 20 buổi. Đó.
đây ha. Mình sẽ đi khi mà mình làm oval á, muốn chuẩn á, mình phải đi cái costing trước ha. Này đây mình sẽ đi cái costing cho nó đều nhau. Costing đều nhau trước. Sau đó mình sẽ vo tròn hai bên ha. Mình vo tròn hai bên lại. Đây, khi mà bây giờ nó sẽ ra cái square round ha. Sau đó mình sẽ đưa cây dụ nè ở dưới móng, mình sẽ đi cái dưới móng nha. Đây mình sẽ đi cái dưới móng, sau đó mình sẽ vo tròn lại ha. Mình đánh 2-3 cái thôi để cho cái ở dưới nó được tròn, sau đó mình sẽ vo tròn lại thêm một lần nữa là nó sẽ ra cái oval. Mọi người thấy dễ hiểu không? Hai Minh Trừng, hai Minh Phi, hai Tú Quyên, hai Emily Giang nha. Chào mọi người. Đây mình sẽ đi sắp phần trước nè. Đó, sau đó mình sẽ vo tròn hai bên. Đó, khi mà do tròn hai bên á, người khách muốn square round là nó sẽ là như vậy ha. Và nếu mà cái người khách mà muốn oval nữa là mình sẽ đưa cây dụ dưới móng nè, mình đi 1, 2, 3 thôi, sau đó mình sẽ do tròn lại ở trên ha, là nó sẽ ra cái almond, mà almond dạng mà gọi là oval đó. Nhưng mà thường á, khách vẫn gọi cái này là almond nha. Đó, khi mà đưa lên là mọi người thấy không, đây ha, nó đều rồi ha. Khi mà mình cảm thấy nó đều là ok, mình sẽ đi đến khác nữa. Hai Thảo Nguyên, hai Ran Võ, hai Lâm Vi, hai Ly. Thank you. Đây ha, mình sẽ đi cái costing ha. Mình sẽ do tròn hai bên. Khi mà mình do tròn hai bên, nhà anh chị mới bắt đầu vào nghề á, mình lưu ý nè, cái này sẽ là square round. Ok, sau đó mình muốn oval hay là almond, mình sẽ đưa cây dụ xuống dưới móng, mình dụ 3 lần, sau đó mình sẽ do tròn lại ở trên là nó sẽ ra cái almond oval nha. Vì cái này ngắn nên là mình sẽ làm theo cái dạng vừa almond mà vừa oval, nên mình có thể gọi hai cái tên cũng được. Hai Linh Lớp, hai Uyên Chu. Thank you Linda. Thank you Linda. Hi Duy Văn. Hi Jennifer. Bây giờ mình sẽ coi lại cái shape của mình, coi nó có đều chưa nha. Đó, mình sẽ nhìn ngắm hai bên, nếu mà hai bên ok thì mình sẽ tiếp tục đi cái bước tiếp theo ha, là mình sẽ lợi dụ. Hai Linh Lớp, hai Kim Lê nha, hai Bích Lê. Đó, khi mà mình ra được cái móng này rất là tự nhiên ha. Cái người khách của mình á, thì sẽ lấy mỏng thôi, thật là tự nhiên. Nên mình Christine sẽ đi cái lớp bột rất là mỏng. Đây ha, khi mà xong rồi mình sẽ dụ bật. Mọi người có thấy rõ không?
tiệm Christine là đóng cửa 6 giờ 7 giờ ha. Mà khi mà có người khách cuối cùng á thì mình sẽ làm trễ hơn. Thank you Apple Red nha. Thank you. Hi JC Phạm. Hi Brenda. Mọi người thấy rõ không? Mờ lắm đúng rồi, Christine thấy rất là mờ ha. À, và cũng không biết tại sao nó mờ lắm luôn. Để Christine chỉnh lại cái camera một chút xíu ha. À, đầu này gọi là Diamond Moon ha. Đầu này gọi là Diamond Moon, nó có tác dụng làm cho mình khi mà mình làm cho manicure, mình dụm, mình mài sơ cái mặt móng và giúp mình nó clean sạch những cái cuticle nhẹ, rất là tiện cho mình ha. Turn off wifi, turn off wifi cho chị mượn ha, cho chị mượn wifi một chút xíu. Giờ mọi người thấy rõ chưa? À, hai anh Đức Cao, Christine làm cái người khách này cuối cùng khoảng 8 giờ rưỡi là xong ha. À, vì bây giờ cũng bắt đầu vào hè rồi đó, và người khách cũng nó cũng hơi trễ, và tùy theo chỗ thôi. Bây giờ Christine, chỗ Christine là 7 giờ rưỡi ha, nó cũng không hẳn gọi là trễ lắm. À, đầu này tùy theo mọi người chạy cỡ nào ha, nhưng mà cũng đừng có chạy nhanh quá, mạnh quá thì cái người khách đương nhiên là khi mà làm cái gì nó cũng đau rồi, đúng không nè? Mình sẽ đi vừa thôi. Rõ rồi ha. Bây giờ là Christine đi cái phần bột ha. Hi Jenny, hi Nga Ruby. Thank you, hi Thảo Hồ, thank you cả nhà nha. Đây là cái màu số 9 nè. Màu rất là đẹp ha. Và đây là cái màu số 8. Rất là đẹp. Đây là cái bộ nail quất này, nail gọi là móng sinh nhật. Và mình sẽ có những cái kim tuyến rất là dễ thương ha. Đây là cái kim tuyến rất là dễ thương. Mình sẽ đi cái một chút xíu kim tuyến ha. Du Anh, ok, mình sẽ đi hết màu ombre ha, và sau đó là mình sẽ design. No, I don't think you design, you like it. Ok, bây giờ là mình sẽ đi cái ombre, sau đó là mình sẽ design ha. Mình design sẽ design 10 ngón. Ok, đối với những cái bột màu này á, mình sẽ sử dụng một cái liquid gọi là liquid chảy nha. Hi Steven, Tú Quỳnh. Dạ đúng rồi, test sạch là 9:30 ha. Hi Jenny, đúng rồi. Christine làm trễ, hơi trễ một chút xíu. Hi Serena. Mình sử dụng cây cỏ số 14 ha. Hai cẩm nam. Đó, mình sẽ cho cái phần nối này thật là mỏng thôi. Mình sẽ đi cái màu blue, light blue số 9. Màu thật là nhẹ ha.
mình sẽ đi thật là mỏng thôi, vì cái người khách của mình á muốn rất là mỏng thôi ha, mình sẽ chiều theo khách, mình đi thật tự nhiên, vì đối với cái móng mà ngắn như vậy á, mình đi dày quá thì nó cũng không có đẹp ha. Mình sẽ đi từ mỏng tới medium, và tùy theo cái người khách của mình nó muốn như thế nào. Nếu mà người khách yêu cầu dài á, yêu cầu dày á thì mình vẫn làm dày nha, vì tùy theo cái người khách của mình là nó làm công việc gì nữa. Mình sẽ cố gắng không cho nó bị mất xếp ha. Mình sẽ giúp hai bên nè. Đó, khi mà làm xong mình sẽ lấy cái đầu cỏ mình đậy lại cho nó tròn ha, cho cái đầu tròn cái đầu của mình. Mình hai mình chỉ ca hai bistro hai nati. Sau đó mình sẽ đi cái màu nút ha. Cái này là màu số 8 nè. Thay vì á, mình phối hợp với cái màu off-white á, là Christine sẽ phối hợp hai cái màu này lại với nhau ha. Đó, mình sẽ không cần tới off-white nữa. Rất là dễ thương quá. Hai Yandy, hai Liliana, hai Lily. Mình sẽ clean hai bên ha. Mình sẽ đắp vừa sát tí với deco và mỏng nha. Hai China, hai Meda. Mình sẽ đi một lớp thật là mỏng nha. Đó, mình sẽ lấy cái thân cỏ, sau đó mình sẽ cắt tròn ha, và mình sẽ vớt những cái phần bột dư ra, sau đó mình sẽ vuốt lại thêm một lần, vì lúc mà mình lấy cái thân cỏ mình vuốt như vậy là nó hơi bị đùng ha, mình sẽ vuốt lại thêm một lần đó, như vậy là nó sẽ không có bị đùng cái đầu móng của mình. Đây, mọi người thấy cái âm rầy ha, hai màu này phối lại với nhau rất là đẹp. Đúng rồi, cái wifi của Christine không có mạnh ha. Mọi người thông cảm một chút xíu, nên là nó làm cho cái like của mình nó không đủ chất lượng ha. Bây giờ mọi người thấy rõ chưa? Trọng Nguyễn, hai Nail Air Salon, hai Thùy Thảo, hai China, hai bye bye. Có nha, hôm nay là Christine có design này là Christine đã có qua rồi, nhưng mà nó rất là dễ thương ha, và mình sẽ cắt tân một chút xíu vì tùy theo cái người sở thích của người khách. Vì người ta thích cái tấm hình đó nên là người ta muốn những cái ý tưởng đó vào trong cái nail của mình.
nên là Christine sẽ sử dụng một cái ý tưởng đó và sẽ làm một cái design gần giống nhau thôi, chứ không phải là y chang hoàn toàn ha. Đó, và mình sẽ làm cái design này cho cái người khách này. Hi Daniel, vâng, hi Terry, hi Thảo Nguyên. Rõ rồi ha, thank you mọi người, hi Thùy Thảo. Hi Đức Hồ, Christine có bán đầu dũ ha, mọi người có thể vào cái website justnail.com hoặc là nhắn tin cho Christine ha. Đó, Christine sẽ help mọi người làm cái order. Hi Daniel Vuong, hi Q, hi Long, hi Nhi, hi Sandy, hai lữ bố, hai anh. Mười ngón này thì mình sẽ đi giống nhau ha, mình đi tất cả âm rề. Sau đó mình sẽ design lên. Màu, những cái màu này rất là chuẩn ha. Nó hoàn toàn không có bị mobile. Vì nếu mà nó bị mô bồ á, mình làm lên ấm rầy nó không có đẹp ha. Mà cái bột nó rất là dẻo. Christine đang xài cỏ số 14 nha. Cái này giúp mình nó giữ nước rất là tốt ha. Cỏ này giúp mình cho giữ nước rất là tốt nè. Hai chị Đức Hồ. Christine không có giữ hàng ha. Anh chị nào muốn mua đồ á, có thể là nhắn tin cho Christine, Christine làm cái order xong sau đó là sẽ gửi qua các công ty ship cho mọi người ha. Vì Christine không có giữ hàng ở đây ha. Hàng ở bên công ty ở bên Arizona. Nên là các bạn muốn order cái gì Christine sẽ làm order và gửi qua công ty. Công ty sẽ ship cho mọi người nha. Phạm Tuyết Nga, hai đá nhiều. Christine đang xài cỏ số 14 nha. Christine đang xài cỏ số 14. Hai nai huyền.
xin đi hoa. Mình rút thật là nhẹ thôi ha. Đó, mình rút cho hai bên sẽ dày hơn, và hai bên hông á ở ngoài nó sẽ mỏng hơn phần chính giữa ha. Hai chim. Chim khỏe không chim? Hai heo. Hai Bùi Thị Xuân, hai Ashley, Trần, hai chị. Cái màu số 9 nằm trong cái 15 màu chất nail. Cái này gọi là baby blue nha. Đó, nó rất là lợt. Cái màu baby blue này rất là lợt và nó rất là ngọt ha. Các bạn đừng lo nha, khi mà mình cố gắng là mình sẽ làm được. Chẳng qua là Christine làm trước nên là hả cố gắng thôi, và mọi người cố gắng thì sẽ làm được ha. Thì cái này là mình không cần biết là mình làm bao lâu hết á, khi mà mình cố gắng là sẽ được. Đây ha, tại sao Christine đi hai lớp ha. Này, cái lớp thứ nhất cho cái âm người và cái lớp thứ hai nó đều giống nhau ha. Mình sẽ nhẹ nhàng từ đây bước xuống, vì nhiều khi á, khi mà anh chị mà mới bắt đầu làm cái âm người á, nếu mà mình đi một cục lớn vậy là mình sẽ không có control được ha. Thì á, mình cứ thử hai cục như vậy đi, sau đó là mình thử đi, sau đó là nếu mà mình cảm thấy tốt về một cục á, mình sẽ đi. À, không, mình nếu mà mình cảm thấy á, một đi hai lần như vậy á, tốt cho mình á, thì mình cứ đi như vậy ha. Và đến khi mà mình quen rồi, khi mà mình quen dần đó, với cái bột rồi đó, sau đó mình sẽ đi một cục ha, một cục cho âm rè. Đây là cái hai cục này ha. Tại sao Christine để nó khô chút xíu ha? Vì á, nếu mà nó còn ướt á, khi mà các bạn vuốt cục thứ hai liền á, là nó sẽ bị, cái cục thứ nhất á là nó sẽ bị chạy ha. Nên là mình sẽ đi hai lần. Cái lần thứ hai nó sẽ để cho cái lần thứ nhất nó khô một chút xíu đã. Sau đó mình sẽ đi cái cục thứ hai nha. Các bạn thử đi. Cái đây cũng là một cái phương pháp khi mà mình đi cái âm rì. Yeah.
đây ha. Thứ nhất nè, mình sẽ nhẹ nhàng hai bên đường nhẹ nhàng rút xuống ha. Đây mình sẽ rút xuống nè, phần chính giữa sẽ nhiều hơn hai bên nha, và nó sẽ loang ra. Mình cố gắng đi không chút không có cho nó mất xếp ha, mình sẽ cho cục bột vào phía chính giữa nhiều hơn, và hai bên nó thật là mỏng thôi ha, nó không phải là mỏng ơi là mỏng, nhưng mà nó sẽ mỏng hơn cái phần chính giữa nha. Hai cái tông màu này rất là nhẹ nhàng ha. À, những cái màu này nó thích hợp cho người khách, nó thích nhẹ nhàng. Nhưng mà hầu như cái set 15 màu này cho ông rể á, người khách rất là thích, ba chị. À, những khách rất là thích ha. Khách nào cũng thích hết á, miễn sao là các khách nó thích cái tông màu nhẹ nhàng thôi là nó sẽ thích những cái màu này. Và mình rất là dễ làm ha. Đi xong cái cục ha. Nếu mà mình cần vũ nhiều á, đi bột không có đều á, thì mình sẽ đi một thêm một lớp bột đi ha. Còn nếu mà mình không có cần, mình đi mình ở đó mình không có cần vũ nhiều thì mình không có cần ha. Mình chỉ cần đi như vậy, sau đó thì mình sẽ bớt vừa nhẹ ha. Oh, hello Thu Hồng Nguyễn, hai bên sừng. Thank you em Phương Trần, hai Nick Michael. Hai Linh Du, hai Nái Đình Nguyễn. Cái màu hồng là màu số 8 ha, nằm trong cái set màu collection 15 màu ombre của Chanel. Đến khi mà mình vũ lại cái phần bột này, khi mà mình đắp bột xong mình vũ, mình sẽ không có đi lại cái cupping, không có đi lại giống cái bước ban đầu nha. Mình sẽ đi hơi ở đây thì mình sẽ đi vo cho nó tròn vào nè ha. Còn cái thân móng mà đi xuống á, mình sẽ đi hơi cho nó tròn vào ha. Mình sẽ không có vuốt lại square nữa, mình không có vuốt lại cái cupping nữa vì cái móng của mình nó đã tròn rồi ha. Mình đi hơi được tròn, sau đó mình sẽ vo lại ha, như vậy. Sau đó mình sẽ thấm cái đầu móng cho nó mỏng lên ha. Cái đầu móng thì mình làm almond hoặc là oval, là cái đầu móng là không có bị dày nha. Khi mà dày á là nhìn cái shape của mình á nó thô lắm. Mình sẽ cho cái đầu nó hơi mỏng một chút. Đó, nhìn nó sẽ không có thô ha. Còn nếu mà cái đầu móng của mình á mà nó dày quá thì nhìn cái móng của mình á nó sẽ thô. Đó. Nên mình sẽ đi cho nó mỏng lại. Nên mình cố gắng tắt cái đầu móng cho cái shape như vậy á mỏng thôi. Vì nó không có giống như cupping ha, nên cái đầu của nó mà mỏng một chút xíu là nó sẽ đẹp. Đây mình sẽ dùng cây dũ ha, mình lòn qua đây cho nó tròn đó, nó nối xếp với nhau.
sẽ cho, mình sẽ xoáy tròn vào đây ha, đây ha, cho nó nối kết với nhau. Khi mà làm á mình phải nắm chặt đây nè ha, đó nắm chặt, mình sẽ thích hơn ha. Khi mà mình giữ bên này mình phải nắm bên trái, khi mà mình giữ bên phải mình phải nắm bên này đó. Tay của mình sẽ linh hoạt với nhau, vì nếu mà mình không có nắm chặt tay của người khách đó là nó sẽ bị rung ha, tay người khách nó rung là nó sẽ đau đó. Hi Alex Hoàng, hi Maria, hi Andy. Đó, hy vọng ha, hy vọng anh Đức Cao, hy vọng là sẽ hết được cho mọi người ha. Đó, những cái shape này nó không khó đâu. Đó, khi mà mới đầu bắt đầu là mình sẽ vuốt cotton đúng không? Còn bây giờ khi mà làm xong mình sẽ không có vuốt cotton nữa nha. Mình sẽ đi nhẹ nhẹ thôi. Đó, mình sẽ xoáy đây trước và bên này ha. Sau đó mình sẽ xoay tròn này, xoay móng lại, mình sẽ đi phần dưới móng nữa. Đó, vì khi mà mình đắp bột đó, có những cái bột tớt vào dưới đó, mình sẽ đi lại ha. Nếu mà không á, mình sẽ không có nhìn được cái shape chuẩn cho cái bộ nail của mình đó. Mình cố gắng lấy những cái đầu móng thật là đều ha. Không nhất thiết là 10 với 10 nhưng mà mình sẽ cố gắng làm sao cho nó 9 với 8. Đó, 9 với 8. Đây mình sẽ ra cái bộ móng này như vậy rồi. Đó, khi mà các bạn lấy xếp, khi mà đắp bột sau khi lấy xếp xong á là các bạn thấy nó rất là khác. Đúng không? Nó khác với lúc mà mình mới đắp bột xong. Tại vì khi mà đắp bột xong á ít nhiều á là nó sẽ bị mất xếp đúng không? Nó ít nhiều thôi. Em là chị. Tám giờ rồi. À, mọi người buồn ngủ chưa? Xong cái bộ design này sẽ là 8:30 ha. Hy vọng sẽ là xong đúng giờ. Luôn luôn là mình sẽ lấy hai bên trước ha. Nếu mà hai bên cân bằng rồi, sau đó mình sẽ lấy cái đầu móng. Nên là khi mà mình làm cái móng mà oval hay là tròn hay là almond á, mình luôn luôn phải đánh cái phần dưới đầu móng nha.
vì mình cái đầu móng của mình mỏng á, nên nó mình ra cái shape á cho cái oval almond nó mới đẹp. Còn nếu mà cái đầu móng mà dày quá, các bạn làm có thon đi nữa nó nhìn nó cũng rất là thô ha. Hai chị Hà Trần, hai Kim Trợ, hai Kim Trần, hai Hoàng Mỹ Linh. Nên khi mà anh chị mới bắt đầu làm cái oval này á, mình chưa có kinh nghiệm nhiều á, thì bà Kỳ xin chia sẻ lại ha. Mình đi cái đầu móng á phải mỏng nó mới đẹp. Các bạn đắp bột á cứ đắp thoải mái, nhưng mà tới khi mình lấy xếp á, mình phải làm cho cái đầu móng của mình nó sẽ mỏng hơn cái thân một chút xíu ha. Nhìn như vậy cái móng của mình nó mới thon được. Hai Đôn Nguyễn. Dạ, còn sớm hả? 8 giờ bên khách sạn là cách 2 tiếng là 10 giờ ha. 10 giờ vẫn các bạn vẫn còn lướt Facebook á. Chưa ngủ đâu. Neo ngủ trễ lắm. Tại vì đi làm trễ mà. Hai chân mọi người khỏe không? Đây ha, mình sẽ cho hai bên nè. Đó, mình sẽ thu nó gọn lại ha. Nó sẽ không có mập, nên là nhìn ở trên thân móng ở trên này là nó sẽ không có mập ha. Khi mà làm xong á, mình sẽ xoay ngược lên đây, sau đó mình sẽ coi những cái xếp của mình nó có đều chưa ha. Đó, nếu mà chưa đều là mình sẽ chỉnh cho nó đều lại nè. Cố gắng mình sẽ cố gắng làm sao để cho nó được 9-10 ha, hoặc là 8-10 ha, chứ không phải là 6-10 thì nó nhìn nó sự khác biệt quá. Em khỏe nha, thank you anh. Hai chị Phương Nga. Làm cái ombre á, nếu các bạn mà không có mình không có đắp bột clear, một lớp bột clear mỏng ở trên, nó đừng có dụ nhiều ha. Vì nó sẽ cái lớp ombre của mình á, cái phần mà ombre á nó rất là mỏng. Đó, nếu mà mình á dụ nhiều quá là nó sẽ mất đi cái độ ombre ha. Nên nếu mà mình hay đắp mà mình hay dụ nhiều á, mình sẽ đi một lớp bột clear mỏng nha. Mình sẽ đi một lớp bột clear mỏng để mà tới khi mình dũa nó sẽ không có mất cái phần ombre của mình. Dạ tùy theo tiểu bang á, nhiều tiểu bang á thì cách 3 tiếng, nhiều tiểu bang á thì cách 2 tiếng. Bên Cali bây giờ là 8 giờ, mọi người đi làm về thay đồ đẹp đi chơi, thay đồ đẹp đi ăn đồ. Christine khỏe nha, thank you anh Lực Nguyễn, thank you. Thấy không, khi mà Christine đắp cái phần bột ombre á, nếu mà mình đắp mịn ở đó mình không có cần dụng nhiều ha, mình chỉ chạy sơ critical thôi, mình chỉ chạy sơ critical thôi ha. Vì cái phần ombre là mình sẽ không có cần dụng tới ha, vì nếu mà mình dụng là nó sẽ mất đi cái ombre. Nhưng mà nếu mà mình đắp mịn rồi mình không có cần dụng, đúng không, nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian cho mình rất là nhiều. Trên hai Katina, hai Nguyễn Khen, anh Alex Nguyễn hỏi là, Christine có cái cây làm lai ha, cái cây mà hay cái phone á, mình mua vô Amazon á là mình xếp ra, gọi là cái khô cái phone á,
là nó sẽ ra ha. Để Christina chụp hình gửi cho anh nha. Mà Christine quên mất nó là tên gì rồi, tại vì lâu quá rồi ha. Christine mua gần 7-8 tháng rồi, quên mất cái tên rồi. Tùng lên, thank you chị Hà Trần. Dạ, những sản phẩm của chắc nha ra rất là có ích nha, rất là tiện và nó rất là hiệu quả, mọi người xài sẽ rất là thích. Đây ha, thế là mình vuốt xong đúng không? Mình sẽ chạy qua mặt móng một chút xíu. Bắt đầu vuốt của Christine đó, nó là cái cây bằng sắt này, xài rất là lâu năm. Đó, Christine có nó rất là lâu rồi, nhưng mà khi mà mới bắt đầu xài á thì nó rất là rung. Còn bây giờ á quen rồi, nó rất là nhanh ha. Và bây giờ nó có những cái đầu vuốt ra, nó không có bị nóng tay khách. Với những cái đầu vuốt nóng tay này á, mình vuốt đi vuốt lại nhiều lần á, cái người khách nó sẽ nóng tay ha. Còn thì chung vuốt rất là ít nên nó vuốt rất là nhanh. Những cái diamond này có bán trong supply nha, có trong nail supply thì chung nghĩ là supply nào cũng có. Cái đầu vuốt của Christine hả, số mấy hả, hay là cái máy? Thank you Andy Brown, good night. Cái đầu nhựa, cái nào, cái này gọi là file ha, gọi là cái mệnh thôi. Mình đi mua, mình chỉ cần nói cái đầu nhựa mệnh á là người ta biết á. Hai chị Năm, hai Á Mà. Khi mà mình vuốt phần dưới xong ha, mình sẽ lấy lại thêm một lần nữa ha. Đó, mình sẽ vuốt bỏ những cái phần tua đi một lần nữa, kiểm tra double check trước khi mà cái người khách rửa tay ha. Ok, quá sáng. Christine sẽ clean up và vẽ cái design. Christine sẽ vẽ light work ha, và đính những cái diamond. Đinh Hoài Trang, đầu đó là đầu mịn ha. Làm một là cái đầu để mài mịn cái mặt móng á. Bây giờ là mình sẽ qua cái phần đã ha.
Bình Phạm bên này là 8 giờ 10 phút ban đêm ha. Hai Anita, hai Rita. Hôm nay là Christine sử dụng cái chai này. Cái chai hiệu này ha. Cái chai này là mới Christine đang thử và lần đầu tiên sử dụng ha. Cái chai này là màu đen. Vì khi mà vẽ cái line, những cái line work này á, mình yêu cầu á, là những cái chai của mình nó phải đủ độ đậm ha. Hai Châu, khi mà mình đủ độ đậm á, mình vẽ những cái line này mình không có cần vẽ lại nhiều lần mà nó ra những cái màu rất là chuẩn ha. Còn nếu mà nó lợt quá hay là gì đó, nó không có được mịn quá và mình vẽ nó hơi bị mình phải đi lại nhiều lần ha, làm nó mất đi cái nét mà mỏng manh. Mình sẽ vẽ những cái đường viền chút ha. Thank you em. Khi mà mình đi những cái họa tiết như vậy mình không có cần đi nhiều quá, tùy theo cái sở thích của mình và tùy theo cái yêu cầu của người khách ha. Người khách thì yêu cầu mình làm đơn giản thì mình cứ thiết kế đơn giản. Và những cái người khách của Christine nó đến là vì nó yêu thích cái style của mình thì nó tới. Nên là hả, mỗi lần mà Christine làm mà muốn đổi style rất là khó ha. Vì mỗi lần cái khách đến là cứ đem cái tấm hình tới và yêu cầu là muốn như vậy. Nên thành ra là Christine cũng không có cơ hội nhiều để mà làm những cái design mới. Nhưng mà không sao, thì là mình có thể làm và là vui rồi đúng không? Ok, mình sẽ cho tay người khách vào máy trước khi mình vẽ kế tiếp ha. Mình sẽ vẽ theo từng ngón nha. Hai Hiểu Phương, hai Caroline. Cái bộ này là mình sẽ outline hết 10 ngón nha. Mình sẽ outline hết 10 ngón. Sau đó mình sẽ vẽ những cái họa tiết vào ha. Khi mà Christine outline xong từng ngón là mình sẽ để vào máy, để tránh cái trường hợp đó là cái người khách đó nó sẽ đụng và sẽ làm hư cái những cái line work của mình ha. Những cái viền của mình. Nên là mình sorry nha, cái tóc hơi bị che một chút xíu ha em Vân Nguyễn. Khi mà Christine vẽ hơi chăm chú một chút xíu và cái đầu nó đã che đi. Sorry cả nhà nha, và mình sẽ làm lại nè. Hơi bị chút xíu ha, và mình sẽ cho cái tay của người khách vào một chút xíu. Hay cây cỏ này rất là lâu rồi nên là Christine không có bỏ nó được. Nó rất là khó xài ha. Nó khó xài lắm, Christine nói thiệt á. Nhưng mà tại vì xài quen rồi nên là nó không có khó khăn gì ha. Giống như là cái xe của mình sao là mình lái vậy đó. Đi quen rồi.
Khi mà các bạn thấy không, tôi xin viền cái màu đen lên. Đó là mình thấy được cái màu ở trong của mình rất là dễ thương ha. Inside. Yes. Đó, mình sẽ đi từ từ. Khi mà mình vẽ những cái line này á, mình sẽ chịu khó một chút xíu, kiên nhẫn và đi từ từ ha. Nếu mà mình hấp tấp quá là mình đi á, nó bị lệch á. Mới nói thôi. Thank you Emily. Thank you chị. Hai Phạm Holly, hai Phượng Hoàng, hai chị. Đó, mới nói thôi là tôi xin cho nó mất sắp một chút xíu rồi ha. Không sao, mình sẽ lấy cái cọc mình chùi ha. Mình sẽ chùi bớt nó đi. Còn nếu mà không chùi được nữa là mình sẽ bắt đầu vẽ lại từ đầu ha. Mình sẽ chùi hết đi và vẽ lại. Vì nhiều khi á, mình chùi á, là nó có những cái vết dơ á. Khi mà cái vết dơ làm cho cái design của mình nó không có đẹp ha. Đó, mình sẽ chùi đi làm lại. Còn nếu mà chùi á, clean nó, nếu mà nó ok á, thì mình sẽ tiếp tục. Hi Linh Lê, hi Vanessa. Hi. Chào mọi người nha. Chúc mọi người có một cái buổi tối thật là ngủ ngon và yên giấc. Mình sẽ đi hết 10 ngón ha. Mọi người thấy rõ không? Mình sẽ đi từ từ và kiên nhẫn ha. Kiên nhẫn là mình sẽ vẽ xong những cái này. Hai Linh Mỹ, hai Hà Trân, thank you chị. Đó, mọi người thấy không? Mình sẽ viền hết những cái ngón này lại ha. Ok, inside. Mình sẽ từ từ kiên nhẫn là mình sẽ làm được. Ôi mừng quá. Đó, bên này còn 3 ngón nữa thôi là mình sẽ viền xong ha. Khi mà mình viền xong là mình sẽ đi cái bước kế tiếp nè. Đó, Christine viền xong 3 ngón đã nha. Mình sẽ đi theo từng step. Có những cái bộ design á, mình viền như vậy thôi là nó đã rất là đẹp rồi ha. Mình có thể giữ như vậy cũng được. Đó, người khách của mình thì muốn bông ha. Muốn bông nên mình sẽ tặng bông. Vì cái bộ nail này là sinh nhật ha, nên mình sẽ có một chút xíu gọi là dễ thương. Cái tóc nó lại che rồi, sorry nha. đúng rồi, cái này mình vẽ treo nha. Mình vẽ bằng treo. Khổ lắm. Christine bị cận rồi.
nên lúc mà vẽ cái mình phải chăm chú vào trong nữa. Nên tôi xin sẽ cho nó phô cực một chút xíu ha. Khi mà phô cực á là mình sẽ thấy rõ hơn, và cái tóc của Christine là nó đỡ che hơn. Hai tấn đoan. Hiện tại cọ vẽ của Just Nail chưa có nha, chưa có bán cọ vẽ ha. Andy, thank you. Hi Jenny Phạm. Thank you Fancy. Hi Uyên Châu. Thank you. Thank you Fancy Lydia. Bột của Just Nail dẻo nha các bạn, rất là dẻo luôn, rất là dễ đắp cho mọi người luôn nha. Bột nó không có bị khô và rất là dẻo.
thế là mình đã đi xong cái đường viền ha. Bây giờ thì mình sẽ qua cái phần design. Chủ yếu là mình sẽ tập trung vẽ cái đường nét với lại cái bông thôi, đơn giản và tránh những cái đai mình ha. Christine vẽ cái chai màu hiệu này nha. Cái chai hiệu này ha. Khi mà các bạn mua cái chai nhỏ này nha. Mua cái chai này nhỏ này nha. Cái chai nhỏ này nè, hai chị Nguyễn mua cái chai nhỏ này nha. Đừng có mua cái chai lớn, vì cái chai lớn cái độ đậm nó sẽ không có bằng cái chai nhỏ đâu. Sau đó thì mình sẽ vẽ bông ha. Đó, mình sẽ vẽ 4 ngón bông đi. Trước như vậy ha, mình sẽ cho đây một cái dòng này. Khi mà mình đi cái bông xong như vậy, mình sẽ cho những cái đường viền vào trong ha. Đường viền thật là mỏng thôi các bạn nhé, thật là nhẹ nhàng, đưa cái cỏ mình lên, mình đi thật là mỏng thôi. Trời ơi, sao nó ồn vậy ta. Thế là mình xong cái bông của mình ha. Mình xách. Không, mình vẽ chỉ cần những cái message. Ok, insert. Ở những cái design đơn giản thôi, vì mình đắp cái ombre cái màu nó đẹp rồi đó. Là mình chỉ cần vẽ những cái design màu đen đơn giản như vậy nè. Là nó hép cho cái bộ nail của mình nó nhìn rất là dễ thương ha. Đúng rồi, it's gel, ok. Christine vẽ bằng gel nha mọi người. Vẽ bằng gel liner nha. Có những cái vị trí là mọi người không có thấy ha, sorry nha. Cái hình cái
Đó, cái chữ nó che mất rồi. Hai Hòa Thủy. Bên trái. Đó, mình sẽ vẽ thêm hai ngón ha. Mình sẽ vẽ thêm ngón này nữa. Hi, em Thịnh. Hello Hoàng Yến Trương. Mọi người về chưa? Mọi người đi làm về chưa? Đây ha, mình sẽ từ từ mở lên. Khi mà mình mới bắt đầu vẽ cái line work á, mình sẽ tập nín thở trước. Thế là mình xong một bên design như vậy ha. Mình sẽ tiếp tục cái ngón này. Hai Bi Trần, hai Đô Lì Dương. Cái cỏ này của Christine mua rất là lâu rồi ha. Christine lúc đó là mua ở bên Việt Nam nha. Lúc đó là Christine mua ở bên Việt Nam nha. nó mất đi cái nhãn hiệu rồi nha. Nói ra thì kỳ quá, cái cây cọ này nó cũ lắm rồi, mắc cỡ quá đi. Nên là không có dám khoe cho mọi người thấy nè. Sau đó là Christine sẽ vẽ ở đây một cái line work ha. Đó, vẽ xong cái line work là Christine sẽ vẽ cái diamond. Sorry nha, tại vì Christine hơi bị cận chút xíu rồi. Nên phải đưa gần chút xíu, mà đưa gần chút xíu thì cái tóc nó che, tại vì chăm chú quá. Thank you, sorry mọi người nha. Thank you. Tôi xin vẽ cái này bằng treo ha. Bây giờ là mình sẽ đi cái line work ở trong này. Ok, mình sẽ đi một đường line ở đây ha. Đây mọi người nhìn ha. Mình sẽ đi nhẹ nhàng ha. Và đi xuống. Cái line work này là Christian sẽ cho nó hơi lớn một chút xíu ha. Và sẽ đi bên này nữa.
đây ha. Đó, mình sẽ đi như vậy, sau đó là mình sẽ dẹ một chút xíu. Mình sẽ dẹ một chút xíu cái lan quốc ở đây ha. Ở đây thì mình sẽ dẹ cho nó hơi khác một chút xíu. Vẽ rất là đơn giản thôi. Đó, mình sẽ không có vẽ nhiều ha, mình sẽ cho nó là như vậy thôi. Sau đó mình sẽ ngắm lại cái bộ nail của mình, khi mà mình gợi ý mình sẽ cho nó vào máy ha. Sau đó mình sẽ vẽ ha, vẫn giống bên kia. Ok, rất là dễ thương, khuôn sái. The same. Đấy. Ok. Nó này là mình cũng dạng như vậy ha. Khi mà mình vẽ xong á, lát nữa là Christine sẽ gắn cái đường viền đai mình ha. Lát nữa là Christine sẽ thiết kế cái diamond ha. Đó, mình cứ vẽ cái này trước đi, lát nữa là mình sẽ lòi những cái diamond vào. Đó, mình sẽ tạo ra một cái design vừa vẽ và vừa diamond nữa.
nó hơi tốn thời gian một chút xíu, nhưng mà mình kiên nhẫn là mình sẽ có những cái bộ design dễ thương ha. Không thấy được nữa hả? Sorry nha. Sorry. khi mà vẽ những cái line work là như vậy đó. Đó, Christine tập trung quá nên thành ra là Kim mày phải nhìn cho nó kỹ. Mọi người thấy không? Mình phải nhìn cho nó kỹ nên là nhiều khi á, khi mà mình đang làm á, mà mình chăm chú quá, mắt của mình nó tập trung quá. Đó, mình sẽ mua cái người của mình nó đi gần chút xíu là thành ra cái tóc hay là cái gì đó của mình nó che đi ha. So later, design diamond here. No. Let me see. Okay. Dễ thương quá. Bây giờ là mình sẽ đi cái mat trước ha. Đi mat đó thì mình sẽ tắm tay mình nha. Cây cỏ của Christine là mua ở bên Việt Nam nha Ngọc Hiền. Mua ở bên Việt Nam đó. Dạ, đúng rồi. Christine xài lâu quá rồi nên có thể ha. Có thể là cái xài nhiều quá, rửa acetone nhiều quá hay là rửa bất cứ cái gì nhiều quá là nó bị rụng đi những cái sợi lông á, làm cho nó mỏng đi ha. Nhưng mà Christine không có cách nha. Đây là cái chai matte của Just Nail ha. Hiện tại là out stock rồi, nhưng mà hy vọng sẽ có lại sớm ha. Chai matte này rất là tốt, nó giữ được cho người khách rất là lâu ha. Ngón này là Christine sẽ gắn cái diamond ha. Christine đang dùng cái chai matte nha, không phải là top coat nha. Ok, insert.
Đây là cái chai mát của có trong Just Nail, nhưng mà hiện tại là nó hết hàng rồi. Nhưng mà hy vọng nó sẽ có lại sớm ha. Và mọi người nhìn xem cái design của mình xong mà ha. Christine sẽ gắn vài viên diamond vào cái ngón này. This one? Cái diamond mà Christine sẽ gắn cho các người khác. Chai này hả? Chai này có tác dụng là làm cho nó không có bóng ha. Christine cũng sử dụng cái chai này để mà gắn diamond nha. Chai glue này đó, Christine để ra cho mọi người thấy ha, cho mọi người dễ thấy nè. Chai này là chai glue ha, của Just Nail. Christine không có biết ha, ở Việt Nam Christine không có biết chỗ nào bán ha. Ngọc Hiền hỏi thử mọi người xem. Christine dùng cái glue này ha. Đây nè, đây là cái chai của Just Nail ha mọi người. Có trong website đó, là Christine sẽ sử dụng cái chai này để mà gắn diamond cho mọi người xem. Đó, Christine sẽ gắn từng viên ha. Vì cái tay của người khách rất là nhỏ ha, nên là Christine sẽ cố gắng dùng những cái diamond vừa thôi. Mình sẽ không có sử dụng cái diamond lớn quá. Thấy không? Christine sẽ chấm vào đây ha. Mọi người thấy không? Đó, nhúng kích cái diamond và nhúng vào đây một chút xíu ha. Đây. Đó, sau đó là mình sẽ cho vào đây, vào cái vị trí mình cần ha. Cái glue này rất là khô, rất là nhanh. Khô rất là nhanh nha mọi người. Đó, khô rất là nhanh. Christine pick và để vào đây ha. Khi mà các bạn để vào á, nhớ di chuyển cho nó nhanh một chút xíu ha. Vì nếu mà cái thời gian nó lâu quá thì nó sẽ khô. Nên mình cần cái độ chính xác rất là cao ha. Đó, sau đó là mình sẽ cho hai viên vào đây. Cái hai viên vào đây á, mình sẽ hép cho cái diamond của mình nó thêm last long nữa. Đó, mình sẽ cho ở dưới này một viên ha. Rất là nhẹ nhàng ha, dễ thương. Đó, ngắn vì cái móng tay của người khách đó nó ngắn thôi, nên là mình sẽ không có làm gì cho nó rườm rà nữa. Will be okay. Mm-hmm. Pretty. Đó, mình sẽ dùng cây này và nhấc cái này lên. Nhúng vào một chút xíu glue ha, mình có ha, sau đó là mình sẽ đặt đúng cái vị trí nó. Vì cái glue này khô rất là nhanh nên nó giúp cho mình làm cũng nhanh nữa. Các bạn thấy không? Đó, thì xin chấm hai ngón tay mình rất là nhanh ha. Bằng cái glue này. Cái cây đính đá này là khi mà các bạn ra supply, các bạn nói cây đính đá là người ta sẽ đưa cho các bạn nha. Hoặc là trên website Just Nail cũng có cái cây đính đá nữa các bạn. Cây đính đá này Christine cũng biết là hiểu gì nữa. Không thấy được hả? Yeah. Sorry nha cả nhà. Giờ bây giờ mọi người thấy chưa? Đây ha, mình xong rồi, bây giờ mình sẽ cho những cái bông này vào, cái diamond vào những cái bông này ha. Khi mà những cái bông này vào cái diamond vào những cái bông này, mình sẽ lấy những cái viên diamond thật là nhỏ thôi nha.
hai rồi mấy ơi, hai đêm vô. Bây giờ mọi người thấy chưa, tùy theo là mà Christine không có để ý là nó bị chạy hết. Chị xong chưa chị? Trời ơi, tin nào chỗ tin á. À, không không, chỗ em không có dơ, chị về đi. Chị về đi. Không không, chị về đi, không sao, chỗ em không có dơ chị. Không được. Không sao, anh lại chơi cưng. À được nha, Christine dùng cái glue đính đá được nha, cái glue đính đá cũng được nha, và dùng cái gummy gel đính đá cũng được nha. Vì bây giờ Christine đang sơn mát nên là không thể nào dùng cái gum, không thể nào dùng cái mát được, dùng cái gummy gel được, nên là Christine sẽ sử dụng cái phương pháp dùng cái glue để mà đính đá nha. Ok, next one. Thế là cái design của mình đã xong ha. Mình sẽ kết thúc tại đây. Và design rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Mình dán không có bị rớt đâu nha, nhưng mà với điều kiện là mình sẽ phải lấy đủ cái glue nha, nếu mà mình lấy ít quá thì nó sẽ không có bám chắc được nha. Cũng giống như mình dán móng như vậy đó, nếu mà mình lấy đầy á thì cái móng thiếp của mình á, nó sẽ dán đầy đủ glue và nó sẽ chắc nha. Còn nếu mà mình lấy ít quá thì nó sẽ giống như là nó bị hở đó, là nó sẽ rất là dễ dàng xúc ha. Đó, bây giờ là Christine xong cái bộ design đơn giản ha. Nó không có nói đơn giản thì nó không có đơn giản, nhưng mà nhìn nó rất là đơn giản ha. Nhìn nó tự nhiên, đơn giản, dễ thương, rất thích hợp cho những cái bạn gái trẻ. Hello Vero. Để Christina cho dầu vào cái móng ha, và chụp hình cho mọi người thấy cái design khi mà đã làm xong. Christine đang bôi cái dầu ha, vitamin E, gọi là vitamin E vào cái da tay khách ha. Ok, bây giờ là mình sẽ chụp hình ha. Xem ha. So this one, this bottle here, the glue. So you can shop online justnail.com. Yes. Okay, hold on here. Hold on. I call you later. Đây là cái bộ nail Christine vừa xong ha. Đó là Christine chụp hình cho mọi người thấy nè, để gần một chút xíu. So here, yes. Và bây giờ mọi người thấy cái bộ design này ha.
Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi và chúc cả nhà ngủ ngon nha. Bye bye, thank you. Hold on, hold on. I got a picture first. Ok, bye bye cả nhà nha. Bye, thank you. Yeah, that's not come out easy. Thank you. That very last long. Ok, bye bye cả nhà nha.